Okay, so here, ở đây, cô có những cái chủ đề ha. Chủ đề từ lớp 1 cho lớp 5. Nhiệm vụ của mình là sẽ trả lời hết toàn bộ những cái chủ đề này và đạt được số điểm cao nhất đó là 1 triệu điểm tương ứng với 1 triệu đồng. Đây là cái thể lệ của cái game show của mình ha. Rồi. Đây là những câu hỏi mức độ khó từ lớp 1 cho đến lớp 5. So, which one do you choose? Chủ đề đầu tiên mà mình chọn sẽ là lớp mấy này? Ray 1 and topic number. Ray 1 có topic 9 đó cơ. 9, Ray 1 topic 9 nha. Right. Please read the question for me. Hoa đọc câu hỏi cho cô nè. What has your finger and a thumb? What your legs and one? Right. Do you understand the questions? Con có hiểu câu hỏi không? Không. Không hiểu chỗ nào nè. Không hiểu chữ nào. Tất cả. Tất cả luôn hả? Four finger là gì nè? Là bốn ngón tay. Bốn ngón tay, đúng rồi. A thumb. A thumb là cái ngón cái đó con. Có một ngón cái với bốn ngón tay là giống cái bàn tay của mình đúng không? But no flesh and bone. Flesh có nghĩa là thịt và bone có nghĩa là xương. Nó giống như bàn tay của mình có bốn ngón và một ngón cái nhưng mà nó lại không có thịt và xương. Đó là cái gì? What is your bàn answer? Chân. What? Bàn chân. Bàn chân có thịt mà, bàn chân mình có thịt và xương mà. Có xương với lại thịt mà. Bàn tay giả. Bàn tay giả gần đúng. Cái gì trời nắng người ta hay mang vào? Cái dù. Cái dù ở đâu có giống cái bàn tay mình đâu. Cái nón. Không, cái nào mà hình dạng giống cái bàn tay mình. Rồi, 10 giây đi. 10 giây cuối cùng để suy nghĩ đưa đáp án nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hết giờ rồi. What is your answer? Đáp án của mình là gì nào? No answer. Rồi, vậy cô đưa đáp án nha. The correct answer is a club. A club là gì vậy Minh? Cái đồng hồ. Không phải, a club là cái bao tay. Đúng không? Cái bao tay có hình dạng giống như bàn tay nhưng mà nó không có xương và thịt. Rồi, đáp án của mình là a club ha. Tiếp tục nào. Which topic do you choose? Mình ơi, con chọn chủ đề tiếp theo là gì? Rep 1 10. Race 1 topic 10. Right. What is the questions? Why are dogs afraid to sunbat? Sunbat, okay. Con hiểu câu hỏi đúng không? Why are dogs? Tại sao con dạ không hiểu lắm nữa. Tại sao con chó afraid là gì?
Afraid mình học là sợ. Tại sao chó lại sợ tắm nắng? Sunbathe. Why? Why are dogs afraid to sunbathe? Câu này là câu đố vui ha. Tại sao con chó lại sợ tắm nắng? Yes. Gợi ý của cô là câu câu đố vui nha. Tại vì nó trời nóng nó không có chịu được. Đúng rồi, đi theo cái hướng đó, đúng rồi đó. Tắm nắng thì sẽ là nóng đúng không? Nóng mà ráp vô chữ trót là mình có chữ gì? Chữ nóng cộng với chữ đót. Đúng rồi. Because they don't want to be a hot dog. So you have 1,000 points. Mình có 1.000 điểm đầu tiên ha. Tiếp tục nào. Grab topic 7. Grade 2, topic 7. Okay. And the question is, cái gì có cổ mà không có đầu? yes. Cổ áo. Cổ áo. Đáp án cô chấp nhận. Rồi, cô chia sẻ thêm một đáp án nữa ha. Đó là a bottle. Cái vai. Bottle là cái chai, chai nước á. Cái cổ áo cũng đúng. Bottle là cái chai ha, nó có cái cổ chai mà nó không có cái đầu chai. Rồi, mình được thêm 1.000 điểm nữa là 2,000. Continue. Continue, tiếp tục nào. Topic 8. Topic 8. Grade 2, topic A. Okay, what is the question? What do you drop when you need it Need it. and take like when you don't? Yes, câu này hơi khó ha. Cái gì mà con làm rớt khi mà con cần nó và con muốn lấy lại khi mà con không cần nó? Gì cô? Cái gì mà con làm rớt khi con cần? Con cần thì con làm rớt, còn khi con không cần thì con sẽ lấy lại nó. Câu này hơi khó ha. Thôi cô giải đáp án luôn nha. Tại câu này khó lắm. Đó là an anchor, có nghĩa là cái mỏ neo. Con biết cái mỏ neo không? Đó, đáp án của mình là an anchor ha. Rồi, tiếp tục nào. Topic 5. Topic 5. Rồi, what is the question? Has teeth but can't Yes, what had teeth but can't bite? cái gì có răng mà không nhai được? Không cắn được. Mình có răng là mình cắn được đúng không? Cái này nó có răng mà nó không cắn được. Cái bánh răng cô. Hả? Kem đánh răng hả? Bánh răng. Bánh răng hả? Nó có những cái, nó có những cái đường răng. Đúng rồi, giỏi quá. Hoặc cô chấp nhận đáp án của mình ha. Hoặc là đáp án khác đó chính là a comb. Cái lược. Cái lược, đúng rồi. Có răng nhưng mà không có cắn được. 5,000, 5.000 điểm. Continued. Topic 6. Topic 6. Ok. Rồi, câu này cũng hơi khó nữa ha. Weather is not Yeah, it's a little bit difficult for you. Which letter is not me?
Which letter? Cái chữ cái nào? Cái ký tự nào trong bảng chữ cái không phải là tôi? Which letter is not me? Cả cái bạn luôn. Đúng rồi, trong cái bảng bảng chữ cái á. Rồi cô tiết lộ đáp án nha. Câu này cô nghĩ là chắc Minh không nghĩ tới đâu. Đó là you. Đó là chữ you ha, not me, không phải tôi thì sẽ là bạn, you. Chữ you bạn và chữ you này đồng âm với nhau ha. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Continue with the next topic. Topic Topic number 4. Ok. months have 28 Yes. Which month have 28 days? February. Những tháng nào mà có 28 ngày? February. February. February là tháng 2 đúng không Minh? Very good. Đáp án chính xác ha. Very good. Rồi. Mình có 10,000. Very good. 10,000. Continued. Topic Topic 3, round number 4. Right. What is the question? Nam parent have four children, their name are spring, summer, autumn. Autumn. What autumn? What is the name of the last child? Last child. Natural. What is the name of the last child? And your answer is Autumn. Do you understand the question? Mình có hiểu câu hỏi của người ta cho chưa con? Nam's parent, ba mẹ của bạn Nam có bốn đứa con. Tên của chúng là Spring, Summer và Autumn. Vậy thì người ta hỏi last child là đứa con út tên là gì? Đợi con tí, cô đợi con tí. Rồi, ok. Tên của đứa con nhỏ nhất ha, the last Winter. child. Winter. Rồi, cô đáp, cô tiết lộ đáp án nha. Đáp án là bạn nào? Bởi vì sao? Ba mẹ của bạn Nam mà. Cũng còn có bốn người con là tính luôn bạn Nam đó. Anh chị của bạn Nam tên là Spring, Summer và Autumn. Vậy thì người cuối cùng là bạn Nam. Rồi. Tiếp tục. Còn lại two topics. Còn lại hai cái topic nữa ha. Topic Topic two. Rồi, topic two. Which mouse is afraid of cat? Yes, which mouse is afraid of cat? Chuột thì khiến con mèo sợ. Ừ, con chuột nào mà sợ con mèo? Chuột nhắc No, chưa đúng. chuột máy tính, No. chuột cống, No. rất nhiều, tất cả con chuột ngoại trừ con chuột máy tính. Very good. Đúng rồi. Đáp án của mình là all mice. Tất cả những loại chuột ha. Rồi. Mình có thắc mắc tại sao ở đây không phải là mouse mà là mice không con?
Mice là số nhiều của mouse. Very good, đúng rồi, giỏi. Mice là số nhiều của mouse. Right. 25,000, 25.000. Tiếp tục, the last one. Topic Topic one. one. Which cat is afraid of mouse? Yes, which cat is Mèo afraid gì of mà sợ mouse? ở con chuột? Yes. Mèo con. No. Kitten. Cô gợi ý ha. À, con mèo này xuất hiện trong một bộ phim hoạt hình. Quên mất tiêu tên rồi. Con biết là cái con mèo màu xanh trong Tom, con mèo No, vẫn chưa đúng. Nó nằm trong một cái bộ phim hoạt hình khác còn không phải là Tom và Jerry. vậy là Gần đúng rồi đó. Còn bộ phim hoạt hình nào nữa? Nổi tiếng lắm, rất là nổi tiếng, được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Cái bộ phim đó là cái con mèo này đóng vai chính luôn á. Pokemon Pokemon. Pokemon, gần đúng nhưng mà không phải là Pokemon, cái gì mon? Cái gì mon? Gần đúng rồi. Có mon nhưng không phải là Pokemon. Monster. Không phải. Tên có ba chữ. Mon là được một chữ nè, còn hai chữ nữa. Monster No. Chữ mon nằm ở cuối á Minh. Cái gì đó mon? Cố lên, cố lên. Gần được rồi. Còn có hai chữ phía trước nữa thôi con. No. Rồi cô cho 5 giây cuối cùng ha. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Hết giờ rồi. Giờ cô tiếp hỏi đáp án nha. Đó là con mèo Doraemon. Doraemon quá quen thuộc đúng không? Rồi tổng kết lại, sau tất cả những câu hỏi, Minh đã mang về cho mình được 25,000, 25.000 điểm. Rồi, ok, bây giờ mình tiếp tục bài của mình nha. Bữa trước mình học tới phần nào rồi Minh? Không, không rõ. Đây, bữa trước ha, mình qua cái bài tập này rồi đúng không? Part number 1 mình đã làm rồi. Part number 3, cô nhớ mình cũng đã làm rồi luôn. Number 3 rồi. Number 4 con đã làm chưa? Number 4 cô nhớ hình như đã làm rồi luôn đó. Number 4. Rồi, bây giờ mình tới number 5, part number 5 ha. Look at the Cái này picture. qua luôn rồi This cô. is story. Qua luôn rồi hả Minh? Rồi. À, tới bước năm và pha tiếp theo. Đây. Đây đúng không con? Dạ. Rồi, ok, so now Dạ let's. rồi, xong câu hỏi luôn rồi. Tiếp theo là đến phần tiếp theo cô. À, là xong hết cái part number 5 này rồi đúng không? Rồi, hết number 5 rồi.
Tới number Cái phần cuối của number 5 mà cô. phần cuối cùng của number 5. Rồi, đây. Bắt đầu từ câu number 7. Fred sao hít Teacher there with his guitar. All his friends were there too. In Worst front day of them were Words two Words Chữ này mình đọc là words. elves who closed Rồi, tiếp tục. the first closed. Grew a tomato and it went is the second clone's mouth. All the children laughed. Red Tom, oh, lesson. Then he ran outside and sat that down with his friend. Sat down with his friend. So number 7. Con điền chữ gì vào? Teacher. Teacher. Very good. Dẫn chứng nằm ở đâu Minh? Where is the evidence? Sao Fred saw his teacher where with his guitar. Fred saw his teacher there with his guitar. Đây là dẫn chứng của mình ha. Very good. Number 8. Words in front of all the children. Người nào đứng ở trước trẻ? Yes, who? In front of them. In front of them, but who? Ai? Close. Very good, close. So, mình sẽ điền vào chữ close, đúng không? Và dẫn chứng của mình là ở đây. Có mấy chú con? Một chú hay là hai chú? Two. Two, very good. Two. Number nine. Children when when Con đọc cái câu để con tìm dẫn chứng nè. Đây, dẫn chứng của mình nó sẽ nằm ở trong cái câu này đây. tomato and it went is the second close mouth. Rồi, vậy mình điền vào chữ gì con? Tomato and it. Tomato. Mình sẽ điền vào chữ tomato là một quả cà chua, đúng không? The children laughed when a tomato went in the cloud's mouth. Đây, dẫn chứng của mình là nằm ở dòng thứ ba, a tomato. Number 10. Fred tell lesson. Rồi, đáp án của mình sẽ là party. Party. Yeah, party. Lý do tại sao là party? Bữa tiệc Yeah. của học sinh. Những cái đứa trẻ thì đã có bữa tiệc bởi vì đây là ngày cuối cùng mà chúng đi học ha. Rồi, continue with part number 6. Let's move on to part number 6. Read the task and choose the answer. Ở đây mình lưu ý cái phần ví dụ cho cô nè ha. Thường là vào buổi tối mình sẽ dùng với chữ at nha. At night, chứ mình không dùng in night, cũng không dùng on night luôn. Vào buổi tối thì phải là at night. Let's start with number one. Làm cho cô câu số 1 nè. Sometimes the moon looks big and round about us, but offering
Is, lý do tại sao con lại chọn Than. it? Why? Vì moon là một vật thể. Moon là số ít ha. Còn đây là nhiều số nhiều. Còn đây chỉ có một mặt trăng nên mình dùng chữ it. Đúng rồi. Number two. Smaller and thinner, like a banana, lots of children went to go there, but Doesn't, aren't hay là can't? aren't. Aren't, are you I'm sure? Rồi, để cô chỉ cái này để con mình có thay đổi đáp án không ha. Want, want, động từ thường. Vậy thì động từ thường mình sẽ mượn trợ động từ gì? can't. Can't. Yes, okay. Mình không thể nào mượn aren't được. Bởi vì aren't là to be mà. Động từ thường với to be không thể nào mà đứng chung với nhau như vậy được ha. Can't. Mình phải đọc nghĩa câu này nữa. Đó chính là a lot of children want to go there but they. Tại sao mình không chọn doesn't con? Tại vì đơn giản là nói cho một người. Đúng rồi, doesn't là số ít. Còn ở đây là đây là số nhiều. Nhưng mình loại bỏ doesn't, loại bỏ aren't. Mình còn can't. Very good. Number 3. Number 3, it isn't. Very good place. It isn't a very good place. Very good. Nó không phải là một nơi tốt. Number 4. It's sometimes very cold sometimes very hot. Rồi ở đây cô cho một hai cái gạch ha để con mình có thay đổi đáp án không nha. Cold và hot, hai cái chữ này nó như thế nào đối với nhau con? Ngược lại cho Đúng nhau rồi. nhưng là only Ngược lại nên mình dùng chữ and. Đúng không? Diễn là tả vẫn hai vậy. chữ. Đúng rồi. Vẫn vậy, còn chữ only thì sao? Only là chỉ. Chỉ ở đây không đúng ha. Sao only phải là một cái động từ? Ở đây ví dụ như cô thêm một chữ đó là chữ but. Ở đây ví dụ như cô thêm một đáp án nữa là chữ but ha. Thì mình sẽ chọn chữ but. Bởi vì sao? Bởi vì cold và hot nó là hai cặp từ trái ngược nhau. Đúng không? Bởi vì cô mới gạch dưới chữ cold với chữ hot cho con xem á, nó là hai cặp từ trái nghĩa nhau. Thì nếu như đáp án của mình có chữ but thì mình phải chọn chữ but. Nhưng mà ở đây mình lại không có chữ but, mình chỉ có chữ and thôi. Nên mình phải lấy and dùng đỡ ha. Không có but thì mình mới dùng and. Nhưng nếu người ta cho but thì mình phải dùng but. Rồi, tiếp tục nha, number 5. There is no grass and isn't any Any food is the correct answer. Very good. Tại sao không dùng no? food. There are no animals and no people. Tại sao con không dùng there isn't no food? Tại vì Bởi vì đây là phủ định. là non isn't Đúng rồi. no food, tức là nó nói là nó ở đó có thức ăn, Thông minh. trong khi ở đó không có động vật cũng không có con người. Đúng rồi, thông minh. Phủ định của phủ định là khẳng định ha. Nếu như đây there isn't no food có nghĩa là nó có thức ăn đó.
Với lại nó không có đúng ngữ pháp luôn. Ở đây vừa phủ định mà vừa no là trong ngữ pháp nó không có ngữ pháp đó ha. Nên mình loại bỏ được chữ no nè. Tại sao không phải là one? One tức là có một thức ăn, Đúng không có một thức ăn. rồi. Đúng rồi, mình hiểu rồi đó. Một thức ăn không có đếm được. Sao mình đếm được một thức ăn, hai thức ăn được đúng không? Vậy là chỉ cần có any, very good. Rồi, vậy là mình giỏi phân tích quá rồi. Rồi, kết thúc phần reading, ôn tập reading của mình rồi ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần ôn tập tiếp theo. Đó chính là phần về gì ta? Sau reading thì mình sẽ tới speaking. Speaking, đúng rồi, mình sẽ tới speaking ha. Rồi, ok, so speaking. So please wait for a minute. Con đợi cô chút xíu nha, để cô mở bài lên. Rồi, ok. Rồi, mới đây con thấy màn hình của cô không? Không có. Yeah. Let's continue with speaking. Mình tới speaking ha. Một cái bài tập rất là quen thuộc, mình làm đi làm lại hoài luôn. Đó là Find the Differences. So sánh sự khác nhau giữa hai bức tranh. Rồi, đây là, con biết cái địa điểm của hai bức tranh này là ở đâu không? Dạ chưa. Chợ, đúng rồi, in the market. So I will call this is picture number one and picture number two. Rồi bây giờ mình nhìn bức tranh, quan sát tranh và Chờ xác number định one nhìn điểm hơi khác nhau khó nha. cô. Khó chỗ nào mình? Dạ, cái chỗ bình ok cảm ơn cô. Nhìn không ra cái gì. À, cái bịch này hả? Cái trên tay cô này hả? Cái này hả con? Dạ. Cái này hai Dạ bức không. giống nhau. Dạ không. Cái bình này to to ấy cô. Đây, đây là cam nha. Cứ thấy màu cam là quả cam cho cô. Còn màu xanh là cứ quả táo cho cô ha. Rồi, ok. Hoặc là con nói quả gì cũng được. Quả chanh cũng được luôn. Miễn sao cho nó hợp lý là được. Rồi. So I will give you 1 minute. Cô cho mình 1 phút để quan sát tranh, sau đó nói cho cô nha. 1 minute start. 1 phút bắt đầu. Finish, time's up. Rồi bây giờ mình bắt đầu so sánh cho cô ha. Thấy điểm nào trước con có thể nói trước. Let's start. In picture number one, the monkey is eating banana. Rồi. But in picture number two, the monkey is cầm là gì cơ? Holding. Hold. Bowl. Very good. Continue. In picture number one, the girl is wearing scarf.
But in picture two, the girl is wearing a blue hat. Blue hat, right, okay, tiếp tục. In picture number one, the girl is holding the smaller bag. Đúng rồi. Smaller bag. But in picture two, the girl is holding big bag. A bigger bat. Bigger bag. Rồi. Tiếp tục nào. Continued. In picture number one, the man is a mama. The man is à, có but rau đúng không? Có rau là the man has red beard. Rau mà beard. đọc là beer nha. Beer hay là mustard? Phân biệt cho cô beer với là Beer. mustard ha. Beer. Beer, rồi, ok. Tiếp theo. But in picture number two, the man is not đang is not red. The man doesn't have a beard. A beard, very good. Right. Right, continue. The next difference. What is this? Yeah. Continue, please. In picture number one, she is holding a orange. A bag of, có thể nói một túi ha. A bag of oranges. A bag of orange. But in picture number two, the girl is holding a bag of apple. Apples, very good. Hết chưa? Is it all? Còn điểm khác nhau nào nữa không con? No. Hết rồi đúng không? Dạ. Rồi, ok. Bây giờ cô chỉ mình ha. Cái nón mà của cái cô này á con mà đội á, bình thường cái scarf của mình chỉ có quấn cổ thôi à. Bây giờ vừa quấn cổ mà vừa có đội Cap nón luôn. Ngược lại, head scarf. Cap. Nhớ cho cô ha, vừa chùm Cả đầu khăn mà quàng vừa nón. nón trùm cổ à, nón trùm đầu. Cô nghĩ chắc là tiếng Việt mình gọi là nón trùm đầu ha. À, khăn chùm đầu mới đúng. Khăn, đúng rồi, khăn chùm đầu. Head scarf ha. Rồi, ok. So tomorrow we will continue. Bữa sau mình sẽ tiếp tục nha.
Okay, so goodbye, see you tomorrow, Minh. Goodbye.